Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thị trường của Thủy sản Duy. Hôm nay Thủy sản Duy xin gửi đến quý vị và các bạn bảng giá tôm thương phẩm cũng như bảng giá giống của một số công ty uy tín. Sau đây là giá thẻ chân trắng: 20 con 180.000, 25 con 165.000, 30 con 147.000, 40 con 124.000, 50 con 112.000, 60 con 106.000, 70 con 104.000, 80 con 94.000, 100 con 86.000. Tôm thẻ chân trắng đang có đà tăng trở lại. Sau đây là giá số oxy: 40 con 150.000, 50 con 130.000, 60 con 120.000, 70 con 110.000. Tiếp tục bản tin là bảng giá giống: giống Hoàng Lộc, giống tiêu chuẩn 108 đồng khuyến mãi 70, giống công nghệ cao 116 đồng khuyến mãi 40, chương trình khuyến mãi áp dụng cho tới khi có thông báo mới. Giống Việt Úc 127 đồng, giống Hoa Nam Minh Phú 150 đồng, giống Nam Mỹ 126 đồng khuyến mãi 30, giống Mỹ Kim 105 đồng khuyến mãi 50, giống CP 146 đồng. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm video tại Thị Sản Yến Duy. Nếu quý vị thấy video ý nghĩa và có điều đặc biệt đến tất cả quý vị, không quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh Thị Sản Yến Duy, hay là chia sẻ cho những người thân, bạn bè, anh em để cùng phát triển cho ngành tôm tại Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn kết nhau nhiều hơn để thành công hơn trên ngành tôm. Và xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn một vụ mùa thật sự thành công và thật sự tuyệt vời.